Khi mà chị thờ cúng bàn thờ rơi sập thì rất là kỵ, làm ăn không được. Có thể nói là cái chuyện tâm linh có người tin có người không tin, tuy nhiên có kiêng thì có lành các bạn ạ. Chúng ta nên hiểu rõ về cái vấn đề thờ cúng, vấn đề thiết lập cái không gian thờ ở trong ngôi nhà của chúng ta, và chuẩn luôn từ đầu. Duy nhấn mạnh ở đây là chuẩn luôn từ đầu các bạn. Các bạn nên tìm hiểu kỹ về cái chất liệu gỗ, đơn vị thi công lắp đặt bàn thờ cho nhà các bạn. Người ta phải chuyên nghiệp, có chuyên môn vững và lắp đặt chắc chắn. Có những cái trường hợp gọi là rơi sập bàn thờ thì đó có thể nói là rất là kỵ. Chúng ta không thể để xảy ra những trường hợp như vậy các bạn. Chào các bạn, mình là Duy Bàn Thờ. Thì ở video này thì Duy sẽ kể cho bạn về một cái câu chuyện. Một cái chị khách hàng của Duy Tâm là biết đến Duy qua kênh YouTube. Khi mà chị liên hệ và chị chạy qua cửa hàng của Duy á, thì chị muốn thiết lập, chị muốn Duy tư vấn về cái bàn thờ Phật. Và Duy cũng đã tư vấn về cái kích thước, màu sắc và mẫu bàn thờ Phật cho chị. Thì chị qua cửa hàng luôn, chị xem. Và sau khi Duy báo giá thì chị bảo là: ô sao bàn thờ giá cao thế? Chị tưởng là có vài trăm thôi. Chị chạy qua đây chị mua. Sau là một hồi là chị bảo: thôi để chị về chị xem, chị xem sao rồi chị suy nghĩ thêm, để có gì thì chị báo. Sau khoảng một thời gian gần 1 năm thì Duy thấy chị Phương có gọi lại cho Duy. Chị bảo là nhờ Duy qua nhà tư vấn cho chị cái bàn thờ Phật. Duy cũng qua và Duy tư vấn cho chị tại nhà. Cái bàn thờ mà chị mua trước đấy là ở một cái cửa hàng khác. Nó có dấu hiệu là bong tróc và bàn thờ nó khá là yếu, lắp vít nở cũng rất là sơ sài, mà chị bỏ đồ cúng khá là nhiều trên đấy. Chị lo là rơi sập bàn thờ. Chị bảo Duy qua Duy xem, rồi là Duy cũng tư vấn cho chị thay cái bàn thờ mới thì nó bền chắc chắn hơn, và chị nhờ Duy lắp luôn. Nice. Đấy thì Duy cũng hoan hỉ và lắp để cho chị yên tâm. Đôi khi là ở ngoài ngoài kia người ta bán bàn thờ rất nhiều và bán những cái giá rất là rẻ các bạn ạ. Và đôi khi là chúng ta vì cái rẻ đấy, giá càng rẻ là chúng ta càng thích, là càng mua. Đi qua cửa hàng này thấy giá này vài trăm ngàn, sang bên này thấy rẻ hơn tí, rồi lại ghé bên này, lại ghé sang bên kia. Là các bạn không biết được cái nhu cầu thực sự của cái việc thờ cúng ở đây. Mà Duy muốn nói ở đây là rất là cái việc thờ cúng, các gia chủ nên hiểu rõ thực sự là thờ cúng ở đây là chúng ta thiết lập cái không gian thờ cho cái ngôi nhà, chúng ta thờ cúng thần Phật, thờ cúng tổ tiên, và chúng ta thờ cúng lâu dài các bạn. Trong tâm linh á, thì hạn chế cái việc mà thay đổi bàn thờ liên tục, như cái câu chuyện của chị Phương vừa rồi Duy chia sẻ đây, là chị thiết lập cái bàn thờ Phật, và chị chọn mua ở ngoài những cái bàn thờ rất là rẻ, chỉ vài trăm ngàn, lắp lên người ta cũng không có chuyên môn. Thực sự là cái người đến lắp người ta cũng lắp rất là ẩu. Vấn đề mà người lắp như vậy nữa đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Khi mà chị thờ cúng bàn thờ rơi sập thì rất là kỵ, làm ăn không được. Có thể nói là cái chuyện tâm linh có người tin có người không tin, tuy nhiên có kiêng thì có lành các bạn ạ. Chúng ta nên hiểu rõ về cái vấn đề thờ cúng, vấn đề thiết lập cái không gian thờ ở trong ngôi nhà của chúng ta, và chuẩn luôn từ đầu. Duy nhấn mạnh ở đây là chuẩn luôn từ đầu các bạn. Các bạn nên tìm hiểu kỹ về cái chất liệu gỗ, đơn vị thi công lắp đặt bàn thờ cho nhà các bạn. Người ta phải chuyên nghiệp, có chuyên môn vững và lắp đặt chắc chắn. Có những cái trường hợp gọi là rơi sập bàn thờ thì đó có thể nói là rất là kỵ. Chúng ta không thể để xảy ra những trường hợp như vậy các bạn. Thứ hai nữa là cái vấn đề tài chính. Quay đi quay lại ở đây là chúng ta mua bàn thờ rẻ, nhưng nhà chị Phương sử dụng chưa được 1 năm, chị lại quay lại chỗ Duy, chị mua lại cái bàn thờ nữa nhờ Duy qua lắp đặt. Nó sẽ tốn thêm cái chi phí cho các bạn. Thay vào đó chúng ta mua sử dụng một cái bàn thờ tốt, chất lượng bền, có thể sử dụng hàng chục năm, vài chục năm nếu mà chúng ta biết cách bảo quản nó. Và cái đơn vị, cái chỗ lắp đấy, người ta phải có cái chuyên môn cao trong cái lĩnh vực thờ cúng. Người ta có kinh nghiệm lắp đặt phải chắc chắn, cẩn thận cho mình. Chứ không là các bạn thuê một người tay mơ, người ta cũng chả biết gì về ấy, người ta bán bàn thờ thôi, người ta bảo ở thì qua lắp cho mình luôn. Người ta qua người ta lắp đôi khi lắp sơ sài, lắp cái ốc vít, mấy cái ốc vít bé xíu thế này, người ta lắp cái ốc vít bé xíu. Đi qua lắp cho chị Phương thay đổi cái bàn thờ cũ kia xuống, cái đinh rất ngắn, rất ẩu, rất là lo lắng đấy. Cho nên là
Hy vọng là các gia chủ nên cân nhắc, nên cẩn thận trong cái việc thiết lập bàn thờ. Các bạn nên chuẩn luôn từ đầu, chọn một cái bàn thờ tốt, bền, mình sử dụng lâu dài. Cái người lắp cũng phải có chuyên môn vững để người ta lắp cho các bạn, cho bàn thờ nhà các bạn vững vàng, chắc chắn. Thường thường thì bây giờ cái không gian thờ bây giờ chủ yếu đặt tại phòng khách thôi. Đấy, đi ra đi lại nhiều. Nhà mà có con nhỏ nữa, nếu mà đồ cúng mà cái sập cái bàn thờ rơi xuống mà trúng đầu hay là gì, nhưng mà rơi cái bàn thờ nó rất là kỵ đã rồi. Như các bạn xem trên màn hình ấy, thì đó là một cái gia đình người ta thiết lập bàn thờ đấy và bàn thờ rơi đấy, nhìn rất là kinh hoàng các bạn, có thể nói là rất là kỵ trong tâm linh. Chúng ta không thể để cái chuyện này xảy ra được. Nếu các bạn biết, các bạn đang xem video này, tôi hy vọng các bạn thực sự là nghiêm túc trong cái việc thờ cúng. Các bạn phải tự hỏi mình đã thực sự nghiêm túc thiết lập cái không gian thờ cho gia đình mình hay chưa? Mình đã thực sự có trách nhiệm hay chưa? Chúng ta mua bàn thờ không thể so đo tính toán như là mua cái tivi hay là mua cái bộ ghế sofa ở trong nhà được. Cái chuyện thờ cúng là khác hoàn toàn, và thờ cúng lâu dài, không chỉ là vài năm mà rất là lâu, từ thế hệ của mình cho đến sau này con cháu mình thay mình tiếp quản, mình thay mình là hương khói, sau này thì mình cũng lên đấy thôi các bạn. Duy nói đùa vui nhưng mà đúng là như vậy mà, đúng không? Sinh lão bệnh tử. Cũng cho chúng ta biểu đạt, chúng ta thể hiện cái sự tôn kính, cái tinh thần trách nhiệm trong thờ cúng. Chúng ta nhang đèn hương khói cho ông bà tổ tiên như nào, con cháu mình quan sát và noi theo. Đó là một cái cách giáo dục, một cái cách giáo dục văn hóa tâm linh của người Việt mình từ ngày xưa rất lâu rồi và cho đến bây giờ vẫn vậy. Thì chúng ta thể hiện cái trách nhiệm, cái cử chỉ, cái hành động, cái sinh hoạt thờ cúng của mình với bàn thờ, cái không gian thờ như thế nào thì sau này con cháu phải noi theo. Thứ nhất là cái nét đẹp văn hóa, và thứ hai đó là giáo dục con cháu mình phải biết tới cội nguồn, biết tới ông bà tổ tiên. Đấy, có một cái tín ngưỡng trong cái văn hóa trong gia đình, con cháu đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Ví giả sử là chúng ta xây nhà vậy đi, chúng ta chọn miếng đất, chúng ta xây nhà thì chúng ta cũng chọn một cái đơn vị thi công thiết kế làm một cái ngôi nhà vững vàng cho chúng ta để chúng ta ở cả đời, đúng không các bạn? Ai cũng muốn mình ở trong một cái ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang và vững vàng. Quay lại với vấn đề thờ cúng thì bàn thờ chính là cái ngôi nhà của ông bà tổ tiên, của thần linh, thần Phật cư ngụ trên đấy và luôn thường trực ở trên đấy để theo dõi con cháu và phù hộ, độ trì, may mắn, bình an, sức khỏe cho con cháu. Vậy chúng ta cũng muốn một cái ngôi nhà đẹp, vững vàng thì thần Phật cũng vậy, tổ tiên của chúng ta cũng vậy, cũng rất là muốn có một cái bàn thờ đẹp đẽ, trang nghiêm và vững vàng để cư ngụ ở trên đấy, đi mây về gió phù hộ độ trì cho con cháu. Vậy các bạn phải tự hỏi câu hỏi là chúng ta đã thực sự hiểu rõ cái vấn đề thờ cúng, chúng ta đã nghiêm túc trong cái việc thiết lập cái không gian thờ trong ngôi nhà của mình chưa? Mình phải có cái tính trách nhiệm, cái tinh thần tôn kính đối với thần linh và tổ tiên. Đôi khi chúng ta nên bỏ đi những cái mối lợi nhỏ trước mắt và nghĩ đến cái lâu dài. Có thể nói là cái tài chính ấy, Duy biết rằng có nhiều gia chủ cũng rất là khó khăn, Duy tư vấn rất nhiều. Tuy nhiên thì nếu các bạn thực sự có cái tâm, có cái trách nhiệm nghiêm túc trong việc thờ cúng thì có thể nhắn tin cho Duy. Duy sẽ tư vấn và Duy sẽ có những cái giải pháp về tài chính để cho các bạn có thể vẫn có thể sở hữu được mẫu bàn thờ bền bỉ, tốt, chắc chắn, chất lượng và được các cái dịch vụ thi công của Duy Tâm, thì sẽ có những cách, những cái giải pháp hỗ trợ cho các bạn. Thì các bạn có thể nhắn tên cho Duy thì Duy sẽ hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn về cái vấn đề này. Trên là những cái chia sẻ của Duy về cái vấn đề thờ cúng tâm linh đấy, và Duy khuyên các gia chủ hãy thiết lập một cái bàn thờ, thiết lập cái không gian thờ chuẩn ngay từ đầu. Và Duy đã suy nghĩ rất là nhiều để chia sẻ cho các bạn những kiến thức, kinh nghiệm của Duy và những cái câu chuyện thực tế truyền đạt cho các bạn ở cái video này. Hy vọng các bạn chọn được cho ngôi nhà của mình một cái bàn thờ tốt, bền để chúng ta an tâm thờ cúng lâu dài. Một lần nữa, mong các quý gia chủ sẽ chọn được cái bàn thờ cho ngôi nhà thật là ưng ý. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, tài lộc, hoan hỷ.